việc bạn là rất là nữ tính ha. Tay là tay già, tay của nó có viền bèo luôn nha. Bi năm nay đang là mốt ha. Mấy bạn mặc kiểu này, mấy bạn cài nút lên, mấy bạn bới tóc cao lên nhìn nó sẽ rất là sang nha. Size này là size lớn, xả phông ra cho mấy bạn xem nha. Cái này mình mặc đi làm hay đi học cũng được ha, đi chơi cũng được. Nếu mà đi tiệc mình có những chiếc váy mà sang trọng như những chiếc váy có đính trâu thì mình phối mặc đi tiệc cũng được ha. Chiều dài của nó rất là dài nha, mình phải cưỡi mặc là phổ thông luôn mấy bạn, mà cao ký tầm 77-75kg mặc thì hơi không sợ chán ha. Tay là đúng áo tuyết sai luôn, vải của nó là vải giống như là vải von cát vậy, chứ vải rất là dày dặn nhưng mà không sợ bị lộ thịt nè. Cổ của nó là cổ trụ, mấy bạn thích thì mấy bạn cài lên cũng được, cổ nó rất là to nè, rộng nhiều nên cho nên mấy bạn không sợ bị chụp nữa ha. Tại vì cái hàng này là hàng nhập Quảng Châu, nó đúng hàng size luôn chứ